ngọc rắn sừng tê tê đang diêm xuống bể đến ngon mong tôi đáy nước chìm thật sâu tôi hóa thành người thở lặng tôi nhồi lên ngời sáng ngọc Tôi nhìn xuống thấy Nguyễn Chí Thiện trợn mắt lên
Và tôi chợt biết ngay rằng đây là một người chống cộng. Nghĩa là chôn người cộng sản vào cái bức đường họ không có lối thoát. Bởi vì với anh, cộng sản là xấu, cộng sản là tệ, cộng sản là hỗn nạn, cộng sản là những cái gì không còn có một cái ngôn từ nào để mà nói nữa. Đó là lời, đó là điều mà anh Vũ Thiên Hiên viết tương tự như vậy. Và một điều khác, Vũ Thiên Hiên có nói như thế này: Nguyễn Chí Thiện, hai chấm, một người tù không thể bẻ gãy. Một người tù không thể bẻ gãy, ai cũng thể bẻ gãy. And he was at Yale with the Yale Forum, the Vietnam Forum, and he had this idea of a Vietnam literature project, and he asked Nguyễn Chí Thiện to be his first author. And then the following year, he was invited by Manoa Magazine, which is published at the University of Hawaii, to publish his autobiography. And they wanted to know more about how he composed his poems in his mind. How did you do that without pencil and paper? And he said, now my friend Phung Khung, he always did his poems by counting on his fingers on the verses. But I, when I did it, I always put the verses in my mind at night when it was quiet. And then I would come out, and this was at the Phong Quang camp where he was between 1966 and 1977. And he said he would come and recite them to his friends, and they would critique them. And then he would go back the next night into his cell. Sông thương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Nguyễn Chí Thiện đã lội xuống dòng sông Việt Nam dưới thời Cộng sản mà rửa chân, và ông vẫn giữ cái khí tiết đó cho tới ngày ra hải ngoại. Ông vẫn tiếp tục giữ vững cái chí khí bất khuất, vẫn giữ vững cái tên của ông là Chí Thiện để chống lại với cái ác. Những gì xảy ra ở Tiên Lãng, Văn Giang, vụ bản Cồn Dầu, Con Cuông, bản án bất công dành cho Điếu Cày, cho Tạ Phong Tần, trường hợp cô Oanh, một thiếu phụ mang thai bị tống ngục, cô Hoàng Vi đã bị công an xúc phạm nhân phẩm ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn, là những chứng tích thời sự ngay bây giờ. Nó chính là phiên bản của những gì xảy ra trong quá khứ đau thương của dân tộc chúng ta mà cố thi sĩ là người đã kinh qua trong mấy chục năm trời. Hơn tất cả ai khác, chính ông đã sớm nhận ra tính cách tàn độc, bất khả khoan nhượng, không thể cộng sinh của Cộng sản. Trong bài Thế lực đỏ, ông viết: Thế lực đỏ phải đồng tâm đập nát, để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh. Nhưng không thể dùng bom A, bom H phá nát địa cầu vì một lũ gian manh. Nên phải viết, phải muôn vàn kẻ viết. Những tội tày đình được bưng bít tinh vi. Nếu nhân loại mọi người đều biết Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi. Với lao tù, tôi chỉ có lời thơ ấp ủ và hai lá phổi gầy sơ. Để đánh kẻ thù, tôi không được hèn ngu. Để thắng kẻ thù, tôi phải sống ngàn thu.